Chương trình radio sách đọc online. Trong hệ thống giáo điển Phật Đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh, đoạn kinh nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ rất cảm động. Cũng có những trang kinh Đức Phật chỉ dạy phương pháp báo đáp ân đức sâu dày đối với song thân một cách thiết thực nhất. Có nghĩa là Đức Phật đã chỉ bày cách nào báo ơn chân chánh, hợp đạo lý, có lợi ích trong hiện đời và mai sau. Hay nói rõ hơn, Đức Phật đã đưa ra tiêu chuẩn đối với một người con được gọi là hiếu đạo thì phải hội đủ cả hai mặt sự và lý. Sự là hình thức báo đáp bên ngoài và lo lắng, chăm nom phụng dưỡng cha mẹ khỏi mọi điều thiếu thốn về vật chất, luôn tôn trọng kính lễ cha mẹ và không được làm cho cha mẹ phiền lòng. Lý là chăm lo đời sống tâm linh cho cha mẹ, hướng cha mẹ phát khởi thiện tâm, gieo tạo phước lành, tu theo chánh đạo, là làm sao cho cha mẹ hiểu rõ đường lành, tin sâu nhân quả, thoát ngoài vòng mê tín, ra khỏi luân hồi nghiệp báo, được an lạc giải thoát trong hiện tại và tương lai. Nói cách khác, một đời sống hiền thiện chính là hiếu hạnh, là phát tâm báo ân, còn như làm điều tà ác, không tu dưỡng đạo đức là bất hiếu. Theo quan điểm của Phật giáo, thiện là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham, không sân, không si, có chánh kiến. Ngược lại là bất thiện, mà tham, sân, si chính là gốc rễ của bất thiện. Cho nên, người tu học Phật Pháp phải thấy rõ điều này để biết cách áp dụng lời Phật dạy vào đời sống sinh hoạt của chính mình, để mỗi ngày giảm bớt tham, sân, si, thăng tiến trên đường đạo. Được như vậy mới thật sự là người con hiếu đạo. Trong Đạo Phật, vấn đề hiếu đạo được đề cập trong nhiều kinh tản Bali của Phật giáo Nguyên Thủy và Hán Tạng của hệ phái Bắc Tông, như Kinh Trường Bộ, Kinh A Hàm, Kinh Báo Ân, Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Hiếu Tử, Kinh Tâm Địa Quán. Ở đây, chúng tôi sưu tập lại một số ít trong rất nhiều pháp thoại của Đức Phật về công ơn cha mẹ và cách thức đáp đền của con cái đối với cha mẹ, hầu chia sẻ cùng các bạn. Đức Phật dạy: cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Trong Kinh Nhẫn Nhục: từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này, nhận thân khác, sinh đi sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Kinh Tư Ngưng: này các tỳ kheo, có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ. Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế mà biết ân đó khó trả. Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp, cần phải thực hành những việc sau đây. 1. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm tin tưởng vào Tam Bảo. 2. Nếu cha mẹ san tham, phải khuyến khích cha mẹ phát tâm bố thí. 3. Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyến khích cha mẹ hướng về đường thiện. 4. Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyến khích cha mẹ trở về với chánh kiến. Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại mà còn gieo phước lành trong tương lai. Kinh Tăng Nhất A Hàm: cung kính và vâng lời cha mẹ, phụng dưỡng khi cha mẹ già yếu, giữ gìn thanh danh truyền thống gia đình,
bảo vệ tài sản cha mẹ để lại, lo tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời. Kinh Trường Bộ. Vô thỉ là luân hồi. Này các tỷ kheo, không dễ tìm được một chúng sanh trong một thời gian dài này lại không một lần nào làm mẹ, làm cha. Kinh Tương Ưng. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sinh ra, nên chúng sanh trong sáu đường là cha mẹ của ta cả. Kinh Phạm Võng. Này các tỷ kheo, nếu người nào biết ơn và đền ơn, cho dù ở cách xa ta ngàn dặm, nhưng ta vẫn xem người đó như đứng hầu gần bên ta. Còn nếu như người nào không biết ơn và đền ơn, cho dù người đó có đứng hầu gần bên ta, nhưng ta vẫn xem họ xa cách ngàn dặm. Kinh Tăng Nhất A Hàm. Nếu có người muốn được vua Phạm Thiên ở trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ. Vua Phạm Thiên đã có ở trong nhà. Muốn có đế thích trong nhà, hãy hiếu dưỡng cha mẹ, đế thích sẵn ở trong nhà. Muốn được tất cả thiên thần ở trong nhà, chỉ cúng dường cha mẹ. Tất cả thiên thần đều ở trong nhà. Cho đến muốn cúng dường thánh hiền và Phật, chỉ cúng dường cha mẹ. Các vị thánh hiền và Phật đều ở trong nhà. Kinh Tạc Bảo Tạng. Đức Phật hỏi các thầy Sa Môn: Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng tiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là hiếu chăng? Các thầy Sa Môn thưa: Người này là đại hiếu, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: Chưa gọi là hiếu. Phật lại dạy các tỳ kheo: Xem người thế gian không có hiếu thảo, chỉ thế này mới gọi là hiếu. Hãy khuyên cha mẹ bỏ ác làm lành, thọ tam quy, giữ ngũ giới. Dù cha mẹ sớm mai thọ trì quy giới, chiều về cõi chết, đối với ơn nặng cha mẹ nuôi dưỡng cũng gọi tạm đền. Kinh Hiếu Tử. Mẹ hiền khi còn sống là mặt trời giữa trưa chói sáng. Mẹ hiền khuất bóng là mặt trời đã lặn. Mẹ hiền còn sống là mặt trăng sáng tỏ. Mẹ hiền khuất rồi là đêm tối âm u. Kinh Tâm Địa Quán. Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính Sa Môn, kính bậc thánh vui thay. Kinh Pháp Cú. Có hai hạng người, này các tỳ kheo, ta nói không thể trả ơn được, thế nào là hai, là mẹ và cha? Nếu một bên vai cõng cha, một bên vai cõng mẹ, làm vậy cho đến trăm tuổi, nếu đấm bóp, thoa nước tắm rửa, thoa gội, và dầu tại đấy có vãi tiểu tiện đại tiện như thế, này các tỳ kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ cho mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các tỳ kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng con khôn lớn, giới thiệu con vào đời. Kinh Tăng Chi. Làm con đối với cha mẹ, đem chút lễ mọn cúng dường thì được phước vô lượng. Trái lại, làm ít điều bất thiện đối với cha mẹ, tội cũng vô lượng. Kinh Tạp Bảo Tạng. Đức Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu ngón tay, rồi hỏi các thầy tỳ kheo: Đất trên đầu ngón tay của ta nhiều, hay đất trên quả địa cầu này nhiều? Bạch Đức Thế Tôn: Đất trên đầu ngón tay của Như Lai so với đất trên quả địa cầu thì quá ít. Cũng vậy, này các tỳ kheo, những chúng sanh hiếu kính với cha mẹ thì quá ít, như đất trên đầu ngón tay của ta. Còn những chúng sanh không hiếu kính với cha mẹ
lại quá nhiều như đất trên địa cầu. Kinh Tơ Ngưng. Những đứa con bất hiếu sau khi chết bị đọa vào địa ngục A Tỳ, lửa dữ thiêu đốt, ăn hoàn sắt nóng, uống nước đồng sôi, gươm đao đấm chém, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hình phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngỗ nghịch song thân. Kinh Báo Hiếu. Ta trong nhiều kiếp quá khứ, nhờ từ tâm hiếu thuận, cúng dường cha mẹ, do công đức đó nên sinh lên các tầng trời làm thiên đế, xuống nhân gian thì làm thánh vương. Kinh Hiền Ngu. Của Phật còn tại thế, có một vị chư thiên đến hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để có được vận may? Đức Phật đáp: Phụng dưỡng cha và mẹ là vận may tối thượng. Kinh Hạnh Phúc. Ta trải qua nhiều kiếp tu hành thành đạo là nhờ công ơn của cha mẹ nuôi dưỡng. Kinh Phân Biệt. Thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ là hai vị thần minh cao nhất trong các thần minh. Tứ Thập Nhị Chương. Hiếu hạnh đứng đầu, trăm hạnh tốt. Hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì muôn vật hóa sinh, hiếu cảm đến người thì mọi phúc tăng trưởng. Kế Kinh. Ơn cha lành như nuôi thái, nghĩa mẹ hiền sâu hơn biệt cả. Nếu ta ở trong đời một kiếp, nói công ơn cha mẹ không thể hết. Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy. Kinh Tâm Địa Quán. Cha mẹ là Phạm Thiên, bậc đạo sư đời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến cháu con. Do vậy bậc hiền trí đảnh lễ và tôn trọng, dâng thức ăn nước uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cùng tắm rửa. Với sở hành như vậy, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Kinh Hạnh Phúc. Thế Tôn lại bảo A Nan: Ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất, giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai, sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba, thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư, ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm, lại còn khi ngủ, ướt mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu, số nước nhai cơm, miễn con no ấm chẳng nhường chẳng ghê. Điều thứ bảy, không chê ô uế, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám, chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín, miễn con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cũng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười, chẳng ham trau chuốt, dành cho con các cuộc thanh nhàn, thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng Thái Sơn. Kinh Báo Ân. Này các tỳ kheo, sữa mẹ mà các thầy thọ nhận nơi người mẹ từ vô lượng kiếp đến nay còn nhiều hơn nước của đại dương. Quý thầy nên biết, sữa của người mẹ là những giọt máu kết tinh thành những dòng sữa ngọt truyền qua cho con. Mỗi ngày đứa con được lớn lên đã rút tỉa tàn phá thân hình của người mẹ, khô gầy, héo mòn, chết sớm cũng vì con. Kinh Tơ Ngưng. Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, đó là cửa ngõ đưa đến bại vong. Kinh Đại Vân.
Người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm Bồ Đề, cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình và chúng sanh đồng phát tâm Bồ Đề. Đó là cách báo ân rốt ráo. Kinh Phương Tiện Phật Báo Ân. Người con trí hiếu, dù có gặp đại nạn như tai trời, ách nước, địa chấn, sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn gia tài, không bị nghịch cảnh, chứng duyên, nội nghịch, ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp mất mùa. Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm sông khắc, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bệnh tật, được tăng tuổi thọ, sau khi chết được sanh thiên. Kinh Hạnh Phúc. Giữa các loài hai chân, chánh giác là tối thắng. Trong các loài con cái, hiếu thuận là tối thắng. Kinh Tăng Chi. Như bài viết, lời Phật dạy về công ơn cha mẹ, chúng ta đã thấy Đức Phật nói thật cụ thể, rõ ràng về ơn cha nghĩa mẹ và những phương cách báo hiếu thông thường mà ai cũng có thể làm được. Rất mong rằng tất cả chúng ta đều ghi lòng tạc dạ, luôn nhớ nghĩ đến ân nghĩa sinh thành, sâu dày, thâm ơn của cha mẹ để tìm cách đáp đền trong muôn ức kiếp. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.